Kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Trong chương trình thời sự trưa cuối cùng của năm 2019, thứ ba ngày 31 tháng 12, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị khán giả một số nội dung đáng chú ý sau đây. Nhiều nhiệm vụ giải pháp quan trọng sẽ được chính quyền tập trung thực hiện trong năm 2020 để đưa tỉnh Thừa Thiên Huế phát triển nhanh và bền vững. Chia sẻ của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phan Ngọc Thọ trước thêm năm mới 2020. Nhiều chính sách liên quan đến các lĩnh vực của đời sống sẽ có hiệu lực từ đầu năm 2020. Khẩn trương hoàn tất các đầu mục công việc chuẩn bị cho đêm hội cao đao 2020 lần đầu tiên được tổ chức tại thành phố Huế. Thưa quý vị và các bạn, năm 2019 đi qua đã để lại nhiều dấu ấn đậm nét trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Đã có nhiều chỉ tiêu kinh tế xã hội đạt và vượt kế hoạch đề ra, nhưng vẫn còn những chỉ tiêu chưa đạt được. Vượt lên tất cả đó là tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn thử thách của đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà. Nhìn lại chặng đường một năm qua, năm cuối thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020, năm quyết định thành công việc thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 15. Trước thêm năm mới 2020, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phan Ngọc Thọ đã dành cho chương trình thời sự cuộc trao đổi phỏng vấn trên cương vị người đứng đầu chính quyền tỉnh Thừa Thiên Huế. Thưa Chủ tịch, năm 2019 đã đi qua với bức tranh với nhiều gam màu sáng của đời sống kinh tế xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế, là năm cuối tăng tốc thực hiện nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ 15 và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2016-2020, có thể cảm nhận một cái sự thay đổi rất là rõ nét trong cái đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh Thừa Thiên Huế. Vậy để nhìn lại một năm, điều gì đã để lại ấn tượng nhất đối với Chủ tịch trong năm qua? Phải nói rằng là chúng ta trải qua một năm với nhiều sự kiện và nền kinh tế xã hội của tỉnh phát triển theo hướng tích cực, và một trong những dấu mốc, những cái điểm nhấn mà tôi muốn nêu, tôi kể theo thứ tự thời gian. Thứ nhất là cái sự kiện di dân các dân cư ở khu vực Kinh Thành Huế với sự quyết tâm cao, nỗ lực cao của chính quyền địa phương, của tỉnh, của thành phố, với sự ủng hộ tích cực của Quốc hội, của Chính phủ, thì đến nay chúng ta đã có chủ trương di dời dân cư khu vực Kinh Thành Huế với quy mô rất lớn. Giai đoạn 1 2019-2020 thì quy mô là đến 2.938 hộ với tổng kinh phí chi trả cho người dân đến 1.880 tỷ. Đó chưa kể tính cái tiền xây dựng khu tái định cư để di dân. Và chúng tôi rất mừng được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Quốc hội ủng hộ, và chúng tôi xác định đây là một cuộc di dân lịch sử trong quá trình tái định cư di dân ở Thừa Thiên Huế. Vấn đề thứ hai, một điểm nhấn thứ hai là chúng ta triển khai rất thành công ngay chủ trương xanh. Qua đó đã thay đổi nhận thức của người dân cũng như của các cấp lãnh đạo, chính quyền các địa phương trong việc bảo vệ môi trường. Hàng loạt cái phong trào liên quan ngay chủ sạch đã triển khai quanh năm bộ trên phạm vi toàn tỉnh. Phong trào nói không với túi ni lông và sản phẩm nhựa sử dụng một lần, rồi các hoạt động liên quan 60 phút sạch nhà đẹp ngọt, rồi các hoạt động khác đã làm bộ mặt Huế nói riêng và các khu dân cư trên phạm vi toàn tỉnh nói chung đổi mới cách thực sự. Vấn đề thứ ba là đô thị thông minh. Chúng ta đã có những bước tiến quan trọng trên cơ sở phát huy nền tảng của chính quyền thực, thì giải thưởng của Trung tâm Điều hành đô thị thông minh là một trong những thưởng danh giá của Viễn thông châu Á dành cho Thừa Thiên Huế vào năm 2019. Qua đó thì rõ ràng chúng ta tạo được một cái công cụ để cho người dân tương tác với chính quyền tốt hơn và từng bước hình thành nên cái mô hình đô thị thông minh đầu tiên của Việt Nam trên nền tảng những cái nghiên cứu và phát triển tại thực tế chúng ta. Vấn đề thứ tư, vấn đề mới vào những tháng cuối năm nay, chúng ta vui mừng là Bộ Chính trị đã ban hành nghị quyết 54 xác định về cái mô hình phát triển Thừa Thiên Huế trong những năm tới, và chúng ta hy vọng rằng với nghị quyết này sẽ tạo ra một cái đà, một cái niềm tin để chúng ta xây dựng phát triển Thừa Thiên Huế theo mô hình phát huy và bảo tồn cái giá trị di sản cổ đô bản sắc văn hóa Huế trong những năm tới. Thưa ông, năm 2020 là năm cuối cùng thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 2016-2020, năm quyết định thành công nghị quyết Đại hội Đảng tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ 15. Những kết quả đạt được đã mở ra cho tỉnh Thừa Thiên Huế những thời cơ vận hồi và thách thức gì ạ? Phải nói rất nhiều kết quả đạt được trong thời gian vừa qua, đặc biệt trong năm 2019, nhưng tôi chỉ nêu những vấn đề mà mang tính chất là những nét lớn. Thứ nhất là chúng ta nâng cao trách nhiệm của các cấp chính quyền, nâng cao nhận thức của những người công chức viên chức trong thực thi công vụ, và họ
nâng cao tăng cường năng lực của họ về cả đạo đức, về cả năng lực chuyên môn để họ có thể phục vụ cho doanh nghiệp và người dân tốt nhất. Cái vấn đề thứ hai là chúng ta xây dựng được một nền tảng hạ tầng về đô thị thông minh, về chính quyền điện tử để tạo cơ sở điều kiện cho người dân cũng như doanh nghiệp có cơ hội tiếp cận và tương tác với chính quyền địa phương. Qua đó cũng ngược lại giám sát quá trình vận hành chính quyền của người dân doanh nghiệp cần được nâng cao hiệu quả. Và thứ ba quan trọng lập hành hàng loạt chính sách để thu hút đầu tư cũng như là giải quyết những vấn đề mà còn tồn tại, còn vướng mắc trong quá trình đầu tư tại địa bàn. Thưa Chủ tịch, bước sang năm 2020, vậy theo Chủ tịch, cái vai trò trách nhiệm của người đứng đầu bộ máy chính quyền đó là gì ạ? Thế đối với lãnh đạo của cấp tỉnh thì có rất nhiều nhiệm vụ trong phát triển cơ sở, đảm bảo quốc phòng an ninh. Nhưng một trong nhiệm vụ quan trọng hàng đầu và nỗ lực hết sức đó phải hướng tới hạnh phúc người dân, xem hạnh phúc người dân là mục tiêu của người lãnh đạo trong tất cả các giai đoạn. Một mùa xuân mới lại về với tất cả người dân Thừa Thiên Huế, họ cũng gửi gắm nhiều cái mong ước, niềm tin và hy vọng về một năm mới thành công. Vậy xin Chủ tịch có thể chia sẻ những cái cảm nghĩ của mình trong năm mới này. Năm mới đã đến gần, chúng ta khép lại một năm cũ với những kết quả hết sức khả quan. Điều chúng tôi ghi nhận trong năm qua là chúng ta đã tạo sự đồng thuận nhất trí cao trong xã hội. Người dân Huế hay những người dân ở Huế xa quê cũng chia sẻ và đồng cảm với chính quyền cấp trong quá trình xây dựng phát triển quê hương. Tôi nghĩ đó đều hết mực. Có đó thì quy tụ được sức mạnh hết sức quan trọng về cả tinh thần, kỹ vững chắc trong quá trình xây dựng phát triển tỉnh nhà. Chúng ta đang đến một năm mới với nhiều kỳ vọng. Thì nhân dịp đón xuân mới 2020, tôi rất mong muốn là chúng ta cùng nhau đồng lòng hơn nữa, đồng thuận hơn nữa trong quá trình xây dựng phát triển quê hương, hướng tới mục tiêu làm sao người dân có cuộc sống sung túc hơn, làm cho xã hội bình yên hơn và làm sao chính quyền thân thiện hơn để hướng tới xây dựng một thành phố hạnh phúc, một Huế luôn luôn mới. Xin trân trọng cảm ơn Chủ tịch, xin được gửi lời chúc một năm mới an khang thịnh vượng cùng tập thể lãnh đạo chỉ đạo điều hành thực hiện thành công các chỉ tiêu kinh tế xã hội của tỉnh Thừa Thiên Huế trong năm 2020. Qua những thông tin Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Ngọc Thọ chia sẻ vừa rồi, chúng ta cùng tin tưởng bước vào năm mới 2020, tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ có những bước phát triển vững chắc và đạt được nhiều thành tựu mới trên các lĩnh vực. Chương trình xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Bước sang tháng 1 năm 2020, có hàng loạt văn bản pháp luật mới có hiệu lực tác động đến nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội. Dưới đây là tổng hợp của những chính sách mới tiêu biểu nhất. Vùng 1 tăng từ 4,18 triệu đồng một tháng lên 4,42 triệu đồng một tháng. Vùng 2 tăng từ 3,71 triệu đồng một tháng lên 3,92 triệu đồng một tháng. Vùng 3 tăng từ 3,25 triệu đồng một tháng lên 3,43 triệu đồng một tháng. Vùng 4 tăng từ 2,92 triệu đồng một tháng lên 3,07 triệu đồng một tháng. Khi mức lương tối thiểu vùng tăng, những người lao động đang có mức lương dưới mức lương tối thiểu vùng, những người làm công việc đã qua đào tạo, học nghề có mức lương dưới 7% mức lương tối thiểu vùng sẽ được tăng lương. Về phía doanh nghiệp, ngoài việc điều chỉnh lương cho cả trường hợp người lao động nêu trên, doanh nghiệp còn phải điều chỉnh mức lương đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động theo đúng quy định. Luật phòng chống tác hại của rượu bia năm 2019 cũng sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2020. Trong đó, một loạt các hành vi bị nghiêm cấm như cấm người điều khiển phương tiện giao thông uống rượu bia trước và trong khi tham gia giao thông, cấm sử dụng, kích động, lôi kéo, ép buộc người khác uống rượu bia, cấm người chưa đủ 18 tuổi uống rượu bia, cấm bán, cung cấp rượu bia cho người chưa đủ 18 tuổi, và đặc biệt cấm cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên uống rượu bia ngay trước, trong giờ làm việc, học tập và nghỉ giữa giờ. Ngoài ra, cũng theo quy định của luật này, không được uống rượu bia ở nơi công cộng, bệnh viện, trường học, nơi vui chơi của trẻ em. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2020, không được mở mới điểm bán rượu bia để tiêu dùng tại chỗ như các nhà hàng, quán nhậu trong bán kính 100m, tỉnh thư khuôn viên của cơ sở y tế, nhà trẻ, trường học. Thông tư 21 năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về quy chế quản lý, chứng chỉ trong hệ thống giáo dục quốc dân có hiệu lực từ ngày 15 tháng 1 năm 2020. Theo đó, thông tư này bổ sung thêm trường hợp bị thu hồi, hủy bỏ văn bằng chứng chỉ là do lỗi của cơ quan có thẩm quyền cấp văn bằng chứng chỉ. Ngoài ra còn có các trường hợp khác đã được quy định trước đây như người được cấp văn bằng gian lận trong tuyển sinh, học tập, thi cử, bảo vệ đồ án, khóa luận tốt nghiệp, luận văn, luận án để được cấp văn bằng chứng chỉ. Văn bằng chứng chỉ bị tẩy xóa, sửa chữa. Thông tư cũng quy định các trường đại học chỉ được in phôi chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân theo mẫu do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.
Trước đây các trường đại học được tự chủ in phôi chứng chỉ, trừ chứng chỉ giáo dục quốc phòng an ninh. Bộ Thông tin và Truyền thông đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ sớm phê duyệt chủ trương tắt sóng công nghệ 2G theo phương án Bộ đã trình để có thể thực hiện ngay các giải pháp cần thiết từ đầu năm 2020, hướng tới mục tiêu tắt sóng vào năm 2022. Cục Viễn thông, Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết tắt sóng 2G là biện pháp quan trọng giúp đẩy nhanh chuyển đổi số quốc gia, đưa 100% người dân Việt Nam thành công dân điện tử, giúp doanh nghiệp viễn thông giảm chi phí vận hành công nghệ cũ, giúp phát triển nhà sản xuất thiết bị trong nước, phổ cập dịch vụ chính phủ điện tử. Tuy nhiên, số lượng lớn người dân, đặc biệt là nhóm người già hoặc ở vùng nông thôn, vẫn sử dụng điện thoại 2G để nghe gọi nhắn tin. Khi tắt sóng 2G, người dùng sẽ phải chuyển đổi sang dùng điện thoại thông minh để có thể sử dụng 3G, 4G hay 5G. Trong năm 2019, Bộ Thông tin và Truyền thông cũng đã cấp phép thử nghiệm 5G cho các doanh nghiệp viễn thông di động. Bộ sẽ xem xét cấp phép chính thức 5G cho các doanh nghiệp vào năm 2020. Ngân hàng Nhà nước sẽ không in tiền mới mệnh giá nhỏ ra thị trường trong dịp Tết Canh Tý 2020. Đây là thông tin được Ngân hàng Nhà nước đưa ra mới đây. Theo Ngân hàng Nhà nước, việc không in tiền lẻ mới sẽ tiếp tục thực hiện trong dịp Tết 2020, qua đó giúp ngân sách tiết kiệm được hàng trăm tỷ đồng và sẽ còn được duy trì trong thời gian tiếp theo. Cũng theo đơn vị, dù năm ngoái không in tiền lẻ mới dịp Tết, nhưng lượng tiền lẻ cung ứng cho dịp Tết 2019 vẫn tăng khoảng 25% so với cùng kỳ. Đối với dịp Tết Canh Tý 2020, Ngân hàng Nhà nước cho biết sẽ điều hòa và cung ứng đủ tiền mặt cho nền kinh tế, đảm bảo nhu cầu thanh toán, vốn tín dụng phục vụ cuối và đầu năm, cũng như đảm bảo cả hệ thống thanh toán hoạt động ổn định, thông suốt. Chương trình sẽ được tiếp tục với một số thông tin khác. Tại thành phố Huế, Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế tổ chức hội thảo lấy ý kiến xây dựng đề án thu hút người nước ngoài, người Việt Nam sống ở nước ngoài và người Việt Nam thu nhập cao, khám chữa bệnh chất lượng cao ở Việt Nam giai đoạn 2020-2030. Hội thảo có sự tham dự của đại diện lãnh đạo các sở y tế, bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế, bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh, bệnh viện Ung bướu, Sản Nhi trên địa bàn các tỉnh thành từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng. Phát biểu khai mạc hội thảo, Phó Giáo sư Tiến sĩ Lương Ngọc Huê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế cho biết, chất lượng khám chữa bệnh ở nước ta từng bước được nâng cao, chi phí thấp hơn cả nước, vì vậy ngày càng thu hút bệnh nhân ở nước ngoài đến khám chữa bệnh. Theo kết quả khảo sát nhanh tiến hành tại 329 bệnh viện, 6 tháng đầu năm nay có gần 89.000 lượt người nước ngoài khám bệnh và trên 10.000 người nước ngoài điều trị nội trú tại bệnh viện các tuyến. Tuy nhiên, theo một số nguồn số liệu không chính thức, mỗi năm người Việt vẫn chi 2 tỷ đô la Mỹ ra nước ngoài để khám chữa bệnh. Người Việt Nam có thu nhập cao, không lựa chọn cơ sở y tế trong nước, không chỉ khiến uy tín của bệnh viện bị giảm sút mà còn để lại gánh nặng chi phí lớn đối với người bệnh. Vì thế, xây dựng đề án thu hút người nước ngoài, người Việt Nam sống ở nước ngoài và người Việt Nam thu nhập cao, khám chữa bệnh chất lượng cao ở Việt Nam giai đoạn 2020-2030 là việc rất cần thiết với mục tiêu nâng cao toàn diện chất lượng lâm sàng và chất lượng dịch vụ của một số bệnh viện, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh chất lượng cao tại Việt Nam của những người có khả năng chi trả, đồng thời thu hút người nước ngoài đến Việt Nam khám chữa bệnh. Cùng với chia sẻ những kinh nghiệm trong quá trình thực hiện mô hình trung tâm điều trị theo yêu cầu và quốc tế của lãnh đạo Bệnh viện Trung ương Huế, hội thảo cũng nhận được nhiều ý kiến đóng góp khác, trong đó nhấn mạnh sự cần thiết triển khai đánh giá chất lượng độc lập, công bố kết quả ở cấp độ quốc gia hoặc gắn sao cho bệnh viện. Dự kiến đề án sẽ được triển khai trên địa bàn Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh thành phố trọng điểm như Quảng Ninh, Hải Phòng, Huế, Đà Nẵng, Khánh Hòa. Năm 2019, tỷ lệ giới tính khi sinh ở Thừa Thiên Huế là 112,8 bé trai trên 100 bé gái, đó là tỷ lệ còn khá cao so với mức chung của cả nước. Để hạn chế tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh, Chi cục Dân số Kế hoạch hóa Gia đình tỉnh đã phối hợp với các ngành chức năng tổ chức các chương trình hội thảo tuyên truyền về việc thực hiện bình đẳng giới tại các cơ quan, đơn vị doanh nghiệp cho cán bộ, nhân viên, công nhân lao động. Chi cục cũng phối hợp với các trường đại học, cao đẳng trong tỉnh tổ chức nói chuyện, cung cấp kiến thức, kỹ năng về kế hoạch hóa gia đình, tình dục an toàn, kỹ năng phòng tránh xâm hại tình dục. Chi cục Dân số Kế hoạch hóa Gia đình tăng cường công tác truyền thông xuyên suốt, truyền tải với thông điệp dù gái hay trai chỉ hai là đủ đến mọi người dân, đưa ra những dẫn chứng cụ thể cho thấy hiện nay phụ nữ đã có những vị thế nhất định trong xã hội và cần được bình đẳng, đối xử tốt. Hội người mù thành phố Huế trong sáng nay tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm mới 2020. Trong năm 2019, Hội người mù thành phố Huế đã nỗ lực trên nhiều mặt công tác, trong đó chú trọng đến việc làm và đời sống của hội viên. Hội đã tiếp tục củng cố và ổn định dịch vụ xoa bóp, tạo việc làm cho cả kỹ thuật viên.
Doanh thu trong năm từ việc sản xuất tăm tre, dịch vụ phục hồi sức khỏe đạt hơn 980 triệu đồng, thu nhập bình quân của các thành viên trong hợp tác xã Nhân Đạo đạt hơn 3 triệu đồng. Trong năm mới 2020, Hội Người Mù thành phố đưa ra nhiều nhiệm vụ, trong đó trọng tâm là triển khai thực hiện tổ cuộc vận động, tăng cường đoàn kết, chủ động vươn lên, bình đẳng hòa nhập cộng đồng, quan tâm đến việc đào tạo đội ngũ cán bộ, cử cán bộ tham gia các lớp đào tạo, nâng cao tay nghề nghiệp vụ cho cả kỹ thuật viên trẻ, chủ động tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm, phấn đấu nâng cao thu nhập cho người lao động trong hội. Chiều qua, Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp với các sở, ban ngành, đơn vị liên quan tổ chức họp phương án cưỡng chế trường hợp xây dựng trên đất đã cưỡng chế giải tỏa thuộc khu đất của Trung tâm Thể thao Thừa Thiên Huế tại đường Ba Triệu thuộc phường Xuân Phú. Năm 2004, khi nhà nước thực hiện dự án xây dựng Trung tâm Thể dục Thể thao tỉnh, trong quá trình đền bù giải tỏa tại định cư, thì ông Khương Công Xê, bà Trần Thị Túc và bà Vương Thị Diệu Tâm có đơn kiến nghị khiếu nại về việc không ban hành quyết định thu hồi đất đối với hộ gia đình. Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành quyết định giải quyết khiếu nại cuối cùng, nhưng bà Túc, bà Tâm không đồng ý. Ngày 4 tháng 4 năm 2007, Ủy ban Nhân dân thành phố Huế giao cho Ủy ban Nhân dân phường Xuân Phú, đội quản lý đô thị thành phố và các đơn vị liên quan tiến hành cưỡng chế thu hồi đất tại 101 Ba Triều, phường Xuân Phú. Tuy nhiên, hai hộ trên vẫn tiếp tục thực hiện hành vi chiếm đất sau khi bị cưỡng chế, cụ thể là chai lều tạm tại khu đất và dựng thêm các quán ki-ốt bằng vật liệu sắt để cho thuê kinh doanh dịch vụ ăn uống. Tại cuộc họp, đại diện các đơn vị đã trao đổi các vấn đề liên quan đến phương án phối hợp giải quyết, các tình huống và biện pháp xử lý, những công việc trước khi cưỡng chế và các bước tiến hành cưỡng chế. Thưa quý vị và các bạn, đêm hội Countdown 2020 của thành phố Huế sẽ diễn ra vào tối nay ngày 31 tháng 12 với mong muốn mang đến một sân chơi mới cho người dân và khách du lịch chào đón năm mới 2020. Từ ngày 25 tháng 12 đến nay, ban tổ chức chương trình đã hoàn thành các hạng mục cuối cùng để sẵn sàng cho đêm hội. Ghi nhận của phóng viên thời sự về công tác chuẩn bị cho đêm hội diễn ra vào tối nay. Tại khu vực ngã 6, trung tâm thành phố Huế, sân khấu của chương trình Countdown đang dần được hoàn thiện. Ekip chương trình đang đẩy nhanh tốc độ làm việc từ sáng đến đêm khuya để gấp rút hoàn thành những công đoạn cuối cùng. Hệ thống âm thanh ánh sáng được kiểm tra kỹ lưỡng. Các tiết mục biểu diễn cũng đã được tổng duyệt nhiều lần để đảm bảo cho chương trình chính thức diễn ra vào tối ngày mai, 31 tháng 12. Ngày hôm nay cùng đội thi công thì hoàn thiện tất cả những chi tiết về hình ảnh cho sân khấu, cũng như là giải phóng tất cả những những thứ đang còn tồn động ở xung quanh sân khấu để có một cái mặt bằng đẹp để ngày mai, tối ngày mai là bắt đầu rất là sớm. Rồi mọi công việc của bên phần nghệ thuật cũng được phải tại tổng duyệt thì vào tối ngày hôm nay vào lúc 19 giờ thì chương trình sẽ được tổng duyệt sơ bộ các tiết mục để tránh tin là cho ngày mai được diễn ra tốt đẹp hơn. Countdown 2020 đêm sắc màu là một đêm nhạc hồi trẻ trung sôi động với điểm nhấn là chương trình đếm ngược khoảnh khắc chào đón năm mới được tổ chức tại ngay vị trí trung tâm thành phố với sức chứa gần 10.000 người. Đây là chương trình quy mô nhất từ trước đến nay cùng với vị trí thuận lợi. Countdown thu hút được nhiều sự quan tâm của cả người dân thành phố Huế lẫn du khách. Chị thấy là tổ chức cái Countdown đếm thời gian ngược như vậy thì làm cho khách du lịch, dân địa phương cảm nhận được cái sự quý trọng đếm lùi của thời gian và đón nhận năm mới. Thì chị thấy chương trình nó rất là hay. Ngoài Huế, những cái tỉnh thành khác và nhiều nơi khác trên thế giới đều làm, thì chị thấy Huế làm vậy đó rất là tốt, chị sẽ tham gia. Tại Huế năm nay là đón năm mới á, rất là hoành tráng, và thứ hai là cái này còn nghĩ tới cái phục vụ về cái nhu cầu đón năm mới của người dân rất là ý nghĩa và rất là tạo cái sự kết nối của mọi người á. Gia đình mình sẽ là tham gia về cái cao thao 2020 đón năm mới 2020 chắc chắn. Nên mình thì thấy sự kiện được đầu tư quy mô, hoành tráng, dàn âm thanh và ánh sáng tốt. Và địa điểm thì ngay cái ngã 6 đó rất là tiện đi lại. Xung quanh cũng có phố Tây, rồi khu gửi xe thì mình nghĩ sẽ thu hút được đông giới trẻ cũng như các bạn đến để tham gia vào. Nhất là sự kiện này là lần đầu tiên được tổ chức ở Huế nữa. Thì mình nghĩ chắc là sẽ thu hút được giới trẻ và tạo được cái môi trường giao lưu văn hóa cũng như âm nhạc và để mọi người đến và đón năm mới. Theo chỉ đạo của Ủy ban tỉnh về tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật phục vụ nhân dân, phục vụ du khách để đón chào năm mới 2020, thì Sở Văn hóa Thể thao phối hợp với hướng dẫn công ty Gia Bảo Huế Vân tổ chức cái chương trình tại ngã 6
để cùng với các chương trình tại phố đi bộ Chu Văn An, Võ Thị Sáu, Phạm Hùng Lão và cái gia hội đón năm mới của tỉnh đoàn thanh niên cộng sản nhân tại chùa Lâm Hoàn để tạo thành một vệt các chuỗi hoạt động thì nhằm mục đích thu hút du khách, phục vụ du khách trong thời gian để đón năm mới 2020. Cùng những tín hiệu phát triển du lịch khả quan từ khu vực phố Tây, sự thành công của chương trình sẽ góp phần tạo thêm một điểm nhấn du lịch, một sự kiện thu hút du khách đến với Huế vào dịp cuối năm. Một sân khấu hoành tráng với không gian mở hướng đến cộng đồng lần đầu tiên được tổ chức tại thành phố Huế, nhận được nhiều phản hồi tích cực và sự ủng hộ từ đông đảo người dân cố đô, chính thức diễn ra từ 21 giờ ngày 31 tháng 12 năm 2019 đến 0 giờ 30 ngày 1 tháng 1 năm 2020. Cao Đao chắc chắn sẽ là một địa điểm không thể bỏ lỡ để mọi người cùng chào đón những khoảnh khắc chuyển giao của đất trời. Những điều tốt đẹp nhất sẽ đến trong năm mới 2020. Những hình ảnh vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.